Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với Beautiful of the Robin. Và hôm nay đã là video số 60 mấy, gần 70 rồi nè. Và mình một lần nữa tô hết cuốn tập này rồi nè, cho các bạn xem nha. Hôm nay thì mình sẽ vẽ tranh với chủ đề là vẽ mặt trăng. Mặt trăng bằng màu nước. Vì cái tập này hết rồi nên mình sẽ chuyển sang vẽ trên cái cuốn tập cuốn sáng nha. Mình có thấy được một cây nấm, mình đã nhổ nó vô, mình đã hy vọng là có thể ăn được nó, nhưng mà ba mình đã ngăn lại. Ba mình kêu là có chuyện nấm độc đất hơn. Trời ơi, trở lại với chủ đề cái này. Thì mình sẽ vẽ lên thổ giấy nhỏ thôi, mình ăn hết thổ giấy lớn rồi mà vẫn chưa kịp mua thêm giấy cho vẽ luôn ý. Mình sẽ cắt cuốn sổ này đi. Cuốn sổ kia thì mình đã lấy ra hai bức tranh để tặng cho bạn mình rồi. Và bắt đầu trên cái thổ giấy nhỏ này nha, cùng bắt đầu nha. Mình nói như vậy có nhỏ không? Mình sẽ đổ bút quay. Trời, nãy giờ tô cái son nhạt quá, nhạt luôn. Lên hình nhìn như hết sức sống luôn vậy đó. Ở ngoài trời đang mưa, nhưng trong cái phòng này thì lại nóng sôi. Chắc mình phải mở cửa sổ ra đó. Mình sẽ gập xuống cho nó đẹp nè. Nóng ghê luôn trời. Ok, rồi mở cái sổ ra thì chắc các bạn sẽ nghe thấy hơi ồn ào một tí nha. Bây giờ thì mình sẽ chọn cây cọ vẽ cho bức tranh ngày hôm nay. Sẽ là cây này, mình sẽ rửa sạch cái đầu cọ. Và hai cây cọ nhỏ này đây. Mình sẽ vẽ tranh theo khổ dọc. Đoạn như mọi khi thì mình sẽ vẽ phác thảo đã nha. Vẽ một hình tròn. Mình sẽ vẽ mặt trăng hơi lớn đó. Có bạn nào đã xem mặt trăng máu chưa? Mình bật cái quạt mà nó đang nghiêng hết sang một bên luôn. Chủ yếu là vẽ mặt trăng thôi, còn các cái chi tiết kia thì tí nữa mình sẽ vẽ nhanh thôi. Rửa cọ thêm một lần nữa nha. Mình sẽ dùng màu trắng, màu đỏ, màu cam
Về tiếp nha. Lúc nãy cái máy nó lại bị lỗi, nên mình lại phải thay cục pin. Nó còn 40% pin nhưng mà mình không thể dùng được nó. Ngày nào mình cũng than phiền về GoPro hết đó. Bây giờ thì mình sẽ tô màu trắng lên trước. Vẫn còn dính một ít màu xanh trong cái cọ tô màu của mình ý. Mình phải rửa cọ cho kỹ. Cái tội là nhúng thẳng màu vô trong cái lọ màu để vẽ luôn là vậy đó mấy bạn. Giờ phải đè màu trắng lên cho nó che bớt màu xanh đi đã. Hơi bị hao màu nha. Nên dùng thêm một tí màu vàng đi. Mình sẽ cho cái màu vàng làm lớp nền. Rồi sau đó mình mới pha thêm màu đỏ và màu cam vô. Cái khả năng che phủ của màu vàng là bằng không nha các bạn. Đấy, nó không thể che được những cái chấm màu đen này đâu. Ủa, nhưng mà giống như là giấy bị bẩn vậy. Mình có dự định vẽ trăng cũng lâu rồi mà. Xong rồi cứ có nhiều chủ đề khác nó thay thế, xong cái mình cứ trì hoãn việc vẽ lại. Trời, hôm nay tóc bết á, nhức hết cả cái đầu vì cái đầu tóc bết luôn á. Không có kịp bộ đầu luôn các bạn. Mình dậy từ 5 giờ sáng mà mình đã phải làm liên tục cho đến khoảng chừng 11 giờ trưa. Rồi, kiến màu vàng rồi nè. Tắt quạt thì lại nóng. Mình lại đi bật quạt đây. Tiếp theo thì mình sẽ chấm màu cam vô đây. Một ít màu cam thôi, không nhiều đâu. Có thể là sẽ dùng đến màu cam nhiều hơn là màu đỏ đó. Tại vì lúc nãy mình tẩy bút chì chưa sạch đấy, nên nó bị dính. Mình pha thêm nước cho màu được loãng và đều ra.
Gần đây nha, vừa ít view vừa ít tiền nha, nghèo gì đâu luôn. Các bạn ủng hộ kênh của mình mạnh mạnh vô nha. Tại làm loang màu ra ngoài nhiều hơn rồi. Thêm một tí xíu màu đỏ nha. Nó cũng không đỏ rực lắm đâu. Nhưng nó giống như màu cam đậm thôi, tại vì có màu vàng làm lớp nền rồi. Không biết sao nhưng mà chỗ này màu nó không có thấm nè, nó chừa ra thành một cái vòng tròn luôn. Mình sẽ lấy màu đỏ đậm hơn. Và mình sẽ tô kiểu chấm 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 như thế này. Không cần màu lon ra đều nữa. Mình cần cái nền của mặt trăng nó kiểu hơi lon lỗ một tí. Bây giờ mình sẽ lại trở lại với màu trắng. Tại vì nãy giờ mấy màu kia lấn sân hết màu trắng luôn rồi. À không, mình sẽ tô màu đen cho xong luôn đi, rồi mình mới tô màu trắng lên cuối cùng. Hơi đậm nha. Mình cứ làm trúng vô cái màu còn ướt. Sẽ thử cho màu nó lon lon nhẹ nhẹ ra như thế này. Nếu mà bây giờ có cây tăm bông thì sẽ tốt hơn, nhưng mình vừa hết tăm bông rồi. Vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn thôi.
không lòng vẫn cứ nhậu lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu vô phần. Thật ra nếu có một cục bông gòn ấy, các bạn thoa màu ra nó sẽ đẹp hơn đó. Chứ đừng có lười biếng như mình mà không chịu đi lấy cục bông gòn nha. Bây giờ thì đến màu trắng nè, màu đen hơi nhiều rồi mấy bạn. Mình nghĩ là mình sẽ cho lon màu đen ở đây ra thêm một tí. Đổ ngón tay đi, cho nó nhạt màu lại. Cho em gần anh thêm chút nữa. Ngày mai thức giấc thế giới. Trở lại với màu trắng nha. Bây giờ mình sẽ thử dùng cây cọ này nè. Nó là cái cây bút mà ngày xưa mình mua để viết thư pháp ấy. Cho em đừng nhìn thêm. Nước nhiều, màu chẳng bao nhiêu. Mình đã chấm rất là ít màu trắng luôn ấy. Tận dụng cả giọt nước đang đổ lên tay luôn nè.
Rồi, ok. Bây giờ sẽ là tô cái nền và tô những cái cây xung quanh bằng màu đen nha. Mình sẽ dùng cây cỏ này, cái đầu ngang của nó đây nè. Mình sẽ tô nền màu đen. Hôm trước mình có nhỏ một ít nước vô trong màu đen cho nó bớt khô, nhưng mà nó chỉ đỡ hơn được một tí thôi. Bây giờ thì phủ cho sạch những cái bụi từ cục bút chì đi. Pha thêm nước vô đây rồi mới tô nền được mấy bạn. Màu đen nó bị khô lắm rồi. Ngày mai thật sắc thế xưa lòng ngực. Tình yêu vu vơ ghé qua, mang đến em bao nỗi mong chờ. Nỗi buồn mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay. Rồi anh cho em giấc mơ. Ở cái phần viền ấy thì mình sẽ tô nước và pha nhãn nó ra như thế này nè. Mình muốn màu đen cái phần dao với mặt trăng nó sẽ nhạt lại, tại vì ở đây có ánh sáng của mặt trăng nữa mà. Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi. Xin sao mang đến em hương vị ngọt ngào. Chỉ cần một bờ vai ấm, niềm hạnh phúc trong em lớn lao. Và đôi khi em nhớ anh, nước mắt em tự dưng rơi mãi. Rồi bắt đầu pha màu và tô ở đoạn này nha. Cẩn thận chứ để bị lem nha. Mỗi lần mình nói cẩn thận là mình sẽ làm lem luôn ấy. Lâu rồi mới trở lại với cuốn tập này. Mấy hôm nay mình toàn vẽ trên cái cuốn tập giấy A4 ấy. Vẽ không có sướng gì hết trơn. Nó chỉ được cái là cái khổ giấy nó lớn thôi. Baby please don't leave me alone. Chỉ cần bây giờ mình sẽ từ từ và thoa hết màu ra ở cái đoạn này. Màu nó sẽ tự động loang đều ra hơn đấy. Chỉ cần đưa cọ xoa nhẹ nhẹ ở đây thôi nè.
Nhưng mà nhìn vô như này là mình sẽ biết ngay là màu chỗ này nó bị nhạt nè. Rồi tiếp tục tô cho xong hết nha. Số dư cuối 0 đồng. Và đôi khi em nhớ anh, nước mắt em tự dưng rơi mãi. Cùng anh băng qua ngàn đại dương, cùng anh bước qua ngàn con đường. Yêu lắng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta và đời vẫn thế. Tiếp tục lon điều màu ra nè. Hơi lem đó mấy bạn. Sao lem vậy? Mình sẽ dốc ngược tờ giấy lại. Vẫn mong cùng người bước qua, nắm tay anh chặt hơn đi, để lắm mắt nhau không bao giờ xa. Được rồi, màu ok hơn rồi, hết cần phải chốc ngược cuốn sổ lại nha. Ở bên anh môi bình yên, mọi thứ sẽ xa và ấm áp. Chỗ này hơi đậm thì mình sẽ tô cho nó nhạt bớt đi. Chỉ cần nó đừng bị bủng giấy thôi. Rồi, tạm ổn nha. Bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm một vài cái bóng cây ở đây. Bây giờ mình sẽ lột cái lớp giấy, băng keo giấy ra. Rồi sau đó mình muốn vẽ những cái cây nha. Lột ra cho nó đẹp thôi, chứ chưa phải là vẽ xong đâu nha. Mình sẽ vẽ cái cây bằng cây cọ này thử nha. Hôm nay sẽ thử vẽ nó xem sao. Vẽ vài cái thông này cẩn thận chứ để rồi gỡ lớp băng keo giấy xong cái nó tìm lem hết đó. Kiểu là mình muôn thở đam mê vẽ cái thông luôn ấy. Thank you.
Mình vẽ hơi bị tỉ mỉ luôn nha. Mà xịt lem nữa đấy. Nắm tay em cho hơn đi. Để lắp mắt nhau không bao giờ phải. Mình là kiểu vô cùng đam mê vẽ cây thông nha. Fan cuồng của việc vẽ cây thông nha. Ui mình thích ở Đà Lạt lắm các bạn. Nhìn thông ha. Nhìn những cái thông, nhìn những cái rừng thông sao nó thích kinh khủng luôn. Vẽ như này cho nhanh nha, tiết kiệm thời gian hơn nè. Chấm thêm màu vô đi. Cái cây san sát nhau. Đợi mình một tí nha. Tiếp tục vẽ nốt cho xong cái thông nha. Nãy mình có tin nhắn hơi gấp một tí nên mình đã tạm dừng lại. Xin lỗi vì nếu như hôm nay trong video nghe quá nhiều tiếng ồn từ xe cộ nha. Hôm nay nóng, mình đã mở cửa ra. Ở ngoài thì trời mưa nhưng mà trong phòng nó bị bí bách ấy. Mở ra thì nghe tiếng ồn nhiều ghê. Cái cây này là cây lớn nhất này, đáng lẽ phải vẽ nó tỉ mỉ nhất ấy. Vẽ gì đâu ẩu quá chừng hết. Rồi vẽ nhanh như thế này đi, rồi mình sẽ đè màu lên sau nha, tiết kiệm thời gian này. Ôi trời, chưa vẽ xong cây nhỏ ở bên cạnh đã vẽ cây lớn rồi. U là trời. Mm-hmm.
Nốt một cây nữa. Vẽ gì mà không che được cái phần thân luôn ấy, màu nhạt quá chừng nhạt luôn. Đậm lên nè, đậm lên, đậm lên. Xong. Tôi nốt mấy cái dưới này cho màu nó đều hơn. Cái cây này nó chả thâm mảnh gì hết trơn. Cho nó nhọn thêm một tí. Rồi, mình đã hoàn thành bức tranh rồi đây. Một bức tranh vẽ khá là nhanh. Bao nhiêu phút thì mình không nhớ cụ thể nữa. Rồi ok, mời các bạn xem lại bức tranh vẽ mặt trăng của Beautiful Not A Rowan nha. Mình sẽ kê cao nó lên. Đấy, hôm nay kê cao như thế này cho dễ xem nhé. Rồi hoàn thành bức tranh. Bức tranh dưới sự kết hợp của màu trắng, màu vàng, màu cam, màu đỏ và màu đen. Đây, đây là màu màu nước của hãng Color Kick. Thường thì mình thấy các bạn vẽ màu của Thiên Long rất là nhiều nha. Color Kick phải của Thiên Long rồi. Hình như là không, mình không thấy cái tên. Màu Thiên Long, màu Thiên Long. Thì ra là vậy. Đây là một màu khá là phổ biến, màu của Thiên Long. Vậy là hoàn thành bức tranh. Mình sẽ cắt mấy cái lọ màu vô cho gọn. Rồi kết thúc video nhanh thôi. Mình sẽ cắt lại như thế này cho đẹp đi. Anh sẽ thấy ngoài kia đấy bao cô gái như em. Không cần tình yêu, cần được yêu, cần một chút non chiều. Rồi, góc quay như này là góc quay ok. I don't wanna let you go. Mình sẽ đẩy cái nắp lại. Just so I thought my chẳng có gì. Lúc nãy mình quay mình thấy cái bụng mình quá béo rồi, trời ơi. Mình sẽ thấy mình kia đấy vào cô gái như em. Xong nha. Và các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để ủng hộ cho Beautiful Not A Rowan nha. Bye bye.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Vì người nghèo. Mình sẽ kết thúc video tại đây.